chúng ta đang đến với vòng 3, những điều muốn nói, nơi mà những chia sẻ thầm kín của các bạn học sinh được bộc lộ. Năm cuối cấp rồi thì em muốn gửi đến các bạn lời chúc là mong các bạn sẽ thi đậu đại học. Nơi mà những rung động đầu đời được thổ lộ và có thể bất ngờ được nhận lại. Là mình đã thích bạn từ lâu rồi, thì bạn có thể chấp nhận được cái tình cảm của mình hay là không? Nơi mà những nghẹn ngào khó nói. Con nhớ hồi đó con cũng hay trốn học đi chơi game, đã làm cho ba mẹ buồn. Con thấy con có lỗi và muốn ba mẹ mong tha lỗi cho con. Đến với vòng 3 để lắng nghe những cảm xúc chân thành nhất, sâu lắng nhất. Em xin gửi đến thầy chủ nhiệm của em là thầy Huỳnh Công Phúc, về môn hóa. I love you so much. Rồi, bây giờ bạn thổ lộ những điều bạn muốn nói không? Dạ là mới chuyển qua đây thì em gặp được bạn đó thì em thích bạn đó từ cái nhìn đầu rồi. Em cứ thoải mái đi, em biết mà. Hồi hộp quá hả bạn? Vô, cố lên. Mình cứ lầy luôn. Thôi, đừng em bớt cái micro nhẹ nhẹ thôi. Thôi luôn cái micro anh bây giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ được biết người ấy là ai. Cứ là sân ú ú, cứ là dễ thương. Ú ú, ở đây ai ú, giơ tay lên. Tóc ngắn, có đeo kính. Có đeo kính. Không biết là cái bạn mà ú ú, tóc ngắn, đeo mắt kính có muốn đứng lên không ạ? Một lời chia sẻ cũng rất dễ thương. Gửi bạn Giang Thành là em. Bạn học chung lớp với mình. Mình thích bạn từ năm 11 rồi đó. Ôi trời. Mình rất thích giọng cười của bạn lắm. Mình thương thầm bạn ấy lâu nay. I love dù xấu mình. Ai lời chia sẻ này của ai ạ? À, ủa, chủ nhân đây. Điện chạy trong người, điện chạy trong người, phải không? Tàn. Học từ lớp 10 tới bây giờ rồi á. Và năm nay là năm cuối cấp rồi. Sau 3 năm trời gắn bó với nhau thì ở trong lớp này ai thù bạn nhất, ai thương bạn nhất bạn phải biết chứ, đúng không nè? Đúng. Thế em nghĩ là bạn Công Tuấn. Bạn Công Tuấn. Bạn không có ghét bạn. Tôi bật mí luôn. Một bạn người nữ. Bạn. Một người nữ. Dạ, có thể là bạn Mai Trâm. Bạn Mai Trâm. Tại sao bạn lại nghĩ là bạn Mai Trâm? Bạn Mai Trâm học chung với em là từ lớp 10 tới giờ. Tức là ở trong lớp này chỉ có hai bạn nữ học chung em từ lớp 10. À, còn không có chung cấp 2. Và bạn ấy có đặc điểm gì mà để bạn phải chú tâm như vậy? Bạn đó hay chọc em. Bạn muốn bạn làm cách nào để thay đổi được bạn đó không? Dạ là bạn đến nói chuyện có suy nghĩ trước khi nói. Sử dụng não. Hai là nhìn lại mình trước khi nói người ta. Còn nữa không? Hết nhiêu đó thôi. Rồi nhiêu đó là bao hàm hết trong người em luôn rồi đó. Tôi cũng hy vọng là dù có ghét có thương thì các bạn cũng là vẫn là gắn kết với nhau trong những năm học còn lại. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với vòng 3. Vòng 3 mang tên những điều muốn nói. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nhận thấy lời thổ lộ của hai bạn học sinh rất là mạnh mẽ đứng tại sân trường của chúng ta và chia sẻ. Đầu tiên thì không biết là đội tím chia sẻ trước hay là đội đỏ đây? Có lẽ là đội tím sẽ chia sẻ trước. Bởi vì đây là một trường hợp mà hầu như rất hiếm khi mà Bazo gặp, cho nên là Bazo muốn tranh thủ để tranh phần. Người này sẽ nhờ siêu mẫu Quang Đại để giới thiệu. Và xin mời bạn Lưu Chỉ Sang đến từ lớp 12 A10. Lưu Chỉ Sang, xin mời. Hôm nay em sẽ nói những điều mà em chưa bao giờ nói được. Đó là em là một đứa con gái rất thích nấu ăn và rất thích chăm sóc cho gia đình của mình. Đối với em, gia đình là một cái gì đó rất thiêng liêng, nên em dành hết tất cả những thời gian của mình có được để dành cho gia đình mình. Nhưng có nhiều bạn lại nói em là quá cổ hủ, còn truyền thống quá dưới cái cuộc sống mà hiện đại như bây giờ. Nhưng quan niệm của em là bây giờ cuộc sống
có hiện đại, có nhiều cái thứ để lo. Nhưng mà với em thì hạnh phúc gia đình thì quan trọng hơn. Và em không biết quan niệm này của em là đúng hay là sai, có thích hợp trong hoàn cảnh hiện, cuộc sống hiện tại hay không. Nên em muốn chương trình là có thể và chia sẻ cho em và đưa ra những ý kiến nào đó thích hợp cho em. Em cảm ơn. Bạn Sang nói như vậy á, bạn suy nghĩ như thế nào? Dạ, em nghĩ bạn Sang đúng. Nhất là em cũng đồng ý với quan niệm của bạn, gia đình là trên hết. Nhưng mà trong thời hiện đại hiện nay thì tiền nó cũng sẽ rất là một phần rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho, nếu mình có tiền thì có thể giúp cho gia đình được trang trải cuộc sống và trong lúc những khó khăn. Vâng, và nếu như tôi hỏi bạn cái đó là ước mơ trong tương lai của bạn sẽ cưới được một mẫu người phụ nữ như thế nào? Em chỉ thích những người phụ nữ như là biết yêu thương, quan tâm đến gia đình là trên hết. Đó là mẫu người như bạn Sang đúng không nào? Và ngay sau đây sẽ là phần thổ lộ chia sẻ của một bạn học sinh của trường Trần Khai Nguyên, cũng đến từ lớp 12A10 luôn. Xin mời bạn Vi ạ. Bây giờ em có thể chia sẻ cho các bạn cùng đừng nghe không? Khoảng thời gian là sau hết học kỳ 1 thì em nhận ra là cũng có nhiều bạn không có thích em. Thì em cũng không biết lý do tại sao. Thì nhưng mà có nhiều người á, nhiều khi chưa tiếp xúc với em một lần nào á, nhưng mà nói về em như là đúng rồi á. Có nhiều người á, em biết là chưa tiếp xúc với em và muốn tiếp xúc với em, nhưng mà nhiều khi á, nghe cái tin đồn về em thì xa lánh. Lớp 12A10 không biết là các bạn bây giờ có còn cảm giác là ghét bạn Vi của chúng ta nữa hay không ạ? Thì không biết rằng là sau khi nghe lời chia sẻ của bạn Vi thì bạn cảm thấy như thế nào ạ? Thực sự thì đầu năm giờ thì em cũng tiếp xúc với bạn, nhưng mà cũng đâu thấy bạn xấu gì đâu. Mà thực sự thì đầu năm giờ em không có cảm giác ghét bạn. Em thấy bạn rất là tốt mà. Vi ơi, mở lòng lên, tiếp xúc với nhiều người, họ sẽ hiểu được bạn hơn. Đừng quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình, hãy là chính mình. Anh hy vọng tất cả các bạn trong trường Trần Khai Nguyên, mình hãy trân trọng những ngày tháng mà còn ngồi trên nhà trường. Bởi vì khoảng thời gian này là khoảng thời gian đẹp nhất của các em. Những người nhanh bây giờ muốn quay trở lại cái khoảng thời gian này không có được. Nhiều khi mơ ước mà không được. Cho nên các em phải trân trọng những tình bạn của chính mình. Và các bạn thân mến, đó chính là hai lời thổ lộ rất là chân thành từ hai bạn học sinh của trường Trần Khai Nguyên. Và các bạn thân mến, chúng tôi chương trình Về Trường thì có một trang fanpage, đó chính là I Love Về Trường. Thì tại đây thì có rất là nhiều những hoạt động vui và thú vị trên trang fanpage này. Và các bạn hãy truy cập vào fanpage và có thể tham gia vào những trò chơi rất là dễ thương. Đó chính là các bạn hãy trả lời những câu hỏi của chương trình đặt ra. Và nếu như các bạn nào trả lời đúng thì sẽ nhận được một phần thưởng rất là đáng yêu từ chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại tổng số điểm của ngày hôm nay. Vâng, thưa các bạn, và ngày hôm nay sau hai vòng vất vả và đội tím của chúng tôi đã rất xuất sắc giành được 135 điểm. Nhưng có điều chúng tôi đã thua. Thua đội đỏ, bởi vì đội đỏ đã ghi về cho mình được 140 điểm. Yeah, và thành đội chiến thắng trong chương trình Về Trường ngày hôm nay. Trao quà lưu niệm sẽ do cô hiệu trưởng của trường Trần Khai Nguyên, đó chính là cô Nguyễn Thị Yến Trinh, trao tặng lại cho đội đỏ. Xin mời cô. Rồi, và thưa cô, ngày hôm nay thì đội thắng cuộc là đội đỏ cũng có được một phần thưởng nho nhỏ, đó chính là số tiền 3 triệu đồng từ chương trình Về Trường sẽ gửi lại cho quỹ khuyến học của trường trường Khai Nguyên. Xin mời cô nhận học bổng nha. Rất cảm ơn cô hiệu trưởng của chúng ta ngày hôm nay cũng đã tạo một điều kiện rất là thuận lợi cho chương trình Về Trường của chúng tôi. Và đồng thời tôi xin gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ, đó chính là nước Tăng Lực Rồng Đỏ đã tài trợ cho chương trình này. Và các bạn thân mến, cũng đừng quên đồng hành với tất cả chúng tôi qua chương trình Về Trường. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.